Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình hot nhất hiện nay trong tỉnh Thất Bồng Lai. Hiện tại thì khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng ở tỉnh Thất Bồng Lai. Riêng về ông Tùng Vân thì khởi tố 3 tội danh, bao gồm những tội danh trong đó có loạn luân quý vị khán giả. 4 đối tượng tại tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố gồm ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Liên quan đến vụ việc tại tỉnh Thất Bồng Lai thì hôm nay ngày 7 tháng 1, Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố các bị can với ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức cá nhân theo quy định Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017 và bắt tạm giam 3/4 đối tượng này. Cả 4 bị can cùng cư ngụ tại tỉnh Thất Bồng Lai, tức là Thiền Am bên bờ vũ trụ, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định bắt tạm giam 3 bị can, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm ra khỏi nơi cư trú. Trước đó, ngày 3 tháng 1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án trục lợi quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân đối với những người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Ngày 4 tháng 1, nhận được tin báo của nhân dân về các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà con nhân dân trong suốt thời gian vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang và tổ chức khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số người sinh sống tại đây để xác định vi phạm hoạt động của các đối tượng có liên quan. Quá trình thực hiện có sự tham gia chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc buổi khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa mời 14 đối tượng có liên quan tại hộ của bà Cao Thị Cúc về trụ sở huyện Đức Hòa làm việc. Hiện tại thì cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý đúng theo quy định. Bên cạnh đó thì quý vị khán giả thấy là báo chí đưa tin vô cùng sốc về ông Lê Tùng Vân. Kết quả điều tra gây sốc trong cộng đồng mạng cũng như là giới báo chí. Ông Lê Tùng Vân có 3 người con sau khi loạn luân với 2 người con gái ruột của mình ở tại tỉnh Thất Bồng Lai. Kết quả điều tra về loạn luân này xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai khi công bố sẽ là cú sốc đối với cộng đồng, một nguồn tin cho biết từ báo chí Vietnamnet. Hiện tại thì cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An vẫn đang tập hợp lấy lời khai đối với nhiều đối tượng sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, hay là có tên khác là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Công an cũng đang thụ lý nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau. Tố cáo chủ yếu nhắm đến người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai, đó là ông Lê Tùng Vân, năm nay 89 tuổi, quê ở An Giang. Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ mới vài tuổi. Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định ông Lê Tùng Vân có 3 người con, ít nhất là 2 người con gái ruột của ông hiện tại đang sinh sống cùng. Một số nguồn tin từ báo chí, kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại nơi đây khi mà công bố sẽ là cú sốc lớn cho cộng đồng. Vì vậy, vấn đề liên quan tới những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất cẩn thận. Qua quá trình điều tra thì công an cho biết là ông Lê Tùng Vân có cuộc sống và mối quan hệ phức tạp với một số người phụ nữ trong tỉnh Thất Bồng Lai. Và trong vụ này thì báo chí có chia sẻ
Trong vụ án Tỉnh Thất Bồng Lai, nếu cơ quan điều tra xác minh mà ông Lê Tùng Vân phạm tội loạn luân thì ông này sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 184 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với mức phạt từ 1 đến 5 năm tù. Và mức hình phạt nặng hơn nữa trong trường hợp người bố hoặc người ông mà ép buộc con cháu từ 13 tuổi đến 16 tuổi quan hệ tình dục thì không xử lý về tội loạn luân theo Điều 184 mà xử lý theo Điều 144 của Bộ Luật Hình sự với mức phạt từ 7 đến 15 năm tù. Mức phạt này xử lý về tội cưỡng dâm đối với những trẻ từ 13 đến 16 tuổi. Còn trường hợp dùng vũ lực để tấn công ép buộc người cùng dòng máu thuộc trực hệ, mối quan hệ cùng huyết thống hoặc là quan hệ tình dục với những đứa trẻ dưới 13 tuổi thì sẽ xử lý về tội hiếp dâm với tình tiết định khung là có tính chất loạn luân và mức phạt sẽ nghiêm khắc khoảng từ 7 đến 15 năm tù. Nói chung bây giờ tình hình hiện nay thì quý vị khán giả thấy là ba đối tượng đã bị bắt tạm giam, còn ông Lê Tùng Vân tuổi già sức hiếu 90 tuổi hiện tại thì đang là cho ở nhà nhưng mà cấm khỏi đi khỏi nơi cư trú, và hiện tại chúng ta thấy là cộng đồng trong và ngoài nước bây giờ mới là té ngửa ra việc cụ Lê Tùng Vân giả danh là những người tu hành và trong Tỉnh Thất Bồng Lai điều hành 18 người, trong đó họ sống trục lợi cá nhân, nói là nơi trẻ mồ côi nhưng mà thực sự là không phải, để kêu gọi lừa đảo cộng đồng mạng trong và ngoài nước, trục lợi cá nhân để kêu gọi làm từ thiện cho bản thân mình, tiêu xài cá nhân. Và họ nuôi trong 18 người, họ là con cháu chứ không hề là những người trẻ mồ côi như mọi người đã nghĩ. Bên cạnh đó thì mời quý vị khán giả hãy nghe những thông tin về nhà trường chia sẻ về những đứa trẻ đã từng đi học tại nơi đây như thế nào. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục theo dõi. Theo lãnh đạo nhà trường, nơi các chú tiểu của Tỉnh Thất Bồng Lai theo học cho biết các bé đã nghỉ học từ ngày 4 tháng 1 do dịch bệnh COVID-19. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động trục lợi tôn giáo để trục lợi cá nhân lấy tiền từ thiện xảy ra tại Tỉnh Thất Bồng Lai, đóng tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong các thành viên của Tỉnh Thất Bồng Lai thì có 5 chú tiểu hiện nay có độ tuổi ở tiểu học. Vào năm 2019, sau khi xuất hiện tại chương trình Thách Thức Danh Hài, 5 chú tiểu sống tại Tỉnh Thất Bồng Lai nay đã đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, được nhiều người biết đến, cộng đồng trong và ngoài nước quan tâm. Đặc biệt khi giới thiệu với công chúng thì năm chú tiểu này xuất thân từ trẻ mồ côi, không có nơi nương tựa. Cụ thể là Tỉnh Thất Bồng Lai hỗ trợ nuôi dưỡng các trẻ này và đã khiến nhiều người đồng cảm yêu mến và rất là xúc động hoàn cảnh của năm đứa bé. Chiều ngày 6 tháng 1, trao đổi với báo chí, thầy Trần Tuấn Anh, phó hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Khánh Đông đã xác nhận các em học sinh là người của Tỉnh Thất Bồng Lai đang theo học tại trường này. Theo thầy Tuấn cho biết, nhà trường vẫn đang dạy học theo hình thức học online. Từ đầu năm học cho đến thứ hai ngày 3 tháng 1 vừa qua thì các chú tiểu ở Tỉnh Thất Bồng Lai vẫn theo học bình thường. Đến ngày 4 tháng 1, ngài lực lượng chức năng tỉnh Long An và chính quyền huyện Đức Hòa đã có mặt làm việc tại Tỉnh Thất Bồng Lai thì các bé học đến khoảng 8 giờ thì bị văng ra khỏi lớp học online và các bé nghỉ học trong 3 ngày. Theo thầy Tuấn, yêu cầu giáo viên liên hệ với những người chăm sóc bé theo số điện thoại đã đăng ký với nhà trường. Trong trường hợp không liên lạc được qua điện thoại thì giáo viên sẽ đến tận nơi các bé tạm trú để tìm hiểu tình hình của các bé như thế nào. Theo thầy Tuấn, đối với 3 học sinh đang học lớp 2 là người của Tỉnh Thất Bồng Lai, ở năm học trước đều có kết quả học tập rất là tốt. Trước đó thì trao đổi với báo chí, một thành viên của Tỉnh Thất Bồng Lai cho biết 3 bé đang học lớp 2, 2 bé đang học lớp 1. Năm trước có 3 bé học lớp 1, 1 bé làm lớp trưởng, 1 bé làm lớp phó. Cả 3 đều nhận được giấy khen học sinh giỏi của nhà trường. Rất là tội cho những bé học sinh này quý vị khán giả. Thực sự ra là các bé có cha, có mẹ đàng hoàng, nhưng mà những người trong Tỉnh Thất Bồng Lai không biết lý do gì để trục lợi cá nhân mà để làm cho các bé phải là mồ côi cha lẫn mẹ quý vị khán giả. Theo chia sẻ của Công an tỉnh Đức Hòa, Long An đó quý vị khán giả, thì 3 bé này có mẹ đàng hoàng trong giấy khai sinh.
Sau đây là xin mời tất cả quý vị khán giả nghe một đoạn của cơ quan chính quyền địa phương ở tỉnh Long An chia sẻ. Ở địa phương thì quản lý đăng ký khai sinh đối với ba em, một là Lê Thanh Mẫu Nghi, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên, rồi Lê Thanh Pháp Dương, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên, thứ ba đó là em Lê Thanh Minh Triết, mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Các em đều có mẹ mà không có cha. Còn lại một số em đăng ký khai sinh ở địa phương khác. Kính thưa quý vị khán giả, về việc mối quan hệ phức tạp gây rúng động trong tỉnh thất Bồng Lai, người đứng đầu đó là cụ Lê Tùng Vân, năm nay 89 tuổi. Quý vị khán giả thấy trong suốt cái thời gian vừa qua, phải nói là nhiều năm nay, về việc liên quan tới cụ Lê Tùng Vân mà đâu đó có những người dân biết được, tuy nhiên người ta không có cái bằng chứng cứ để chia sẻ hoặc là tố cáo. Nhưng càng ngày càng về sau thì những thông tin được rò rỉ ở tỉnh thất Bồng Lai, cho nên có nhiều người làm đơn tố cáo cũng như là cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra khởi tố cụ Lê Tùng Vân. Người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai có những mối quan hệ phức tạp hay còn gọi là loạn lưng với các cô gái trẻ ở đây. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra từ rất là sớm. Những ngày qua thì dư luận dậy sóng khi công an tỉnh Long An khởi tố điều tra về 3 tội danh. Tội danh loạn lưng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân tại tỉnh thất Bồng Lai, tức là Thiền Am bên bờ vũ trụ, gây rúng động trong dư luận trong và ngoài nước. Hiện nay thì cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình lấy lời khai những người liên quan, trong đó là cụ Lê Tùng Vân, 89 tuổi, có dấu hiệu 3 tội phạm danh ở trên: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức và cá nhân của cụ Lê Tùng Vân là loạn lưng. Có khả năng cơ quan điều tra khởi tố bị can một tội danh đối với ông Vân và quá trình điều tra đủ tài liệu chứng cứ sẽ tiếp tục khởi tố 2 tội danh còn lại, quý vị khán giả. Và trong thời gian vừa qua thì về việc xét nghiệm cụ Lê Tùng Vân có huyết thống với các đứa bé ở trong tỉnh thất Bồng Lai, quý vị khán giả. Hầu như là trong thời gian qua chúng ta tin tưởng tỉnh thất Bồng Lai là cái nơi tu hành, nhưng mà thực sự ra cái sự khép kín của tỉnh thất Bồng Lai mấy chục năm qua, cụ thể là gần đây thì Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của cụ Lê Tùng Vân đã livestream trong cái buổi livestream với danh nhân Nguyễn Phương Hằng, đã tố cha mình đã là loạn luân vì Lê Thanh Minh Tùng là một sản phẩm sinh ra sản phẩm lỗi, quý vị khán giả. Được biết là cụ Lê Tùng Vân ở với em gái ruột của mình sinh ra Lê Thanh Minh Tùng, đó là con trai ruột của ông, đã lên tiếng và tố cáo hành vi của ông trong suốt thời gian vừa qua. Chính Lê Thanh Minh Tùng là người có cha có mẹ được sinh ra và cũng là sản phẩm lỗi về việc loạn luân của cụ Lê Tùng Vân với em gái của mình sinh ra Lê Thanh Minh Tùng. Cho nên khi mà khai sinh của Lê Thanh Minh Tùng thì không có cha, chỉ có mẹ thôi. Và từ đó quý vị khán giả thấy là cách đây là 30 mấy năm cụ Lê Tùng Vân đã làm điều đó, cho tới ngày hôm nay thì cụ cũng đã lặp lại giống như vậy. Hiện tại thì năm đứa bé trong tỉnh thất Bồng Lai đó quý vị khán giả, thì đâu đó có là khi xét nghiệm ADN thì theo báo chí đưa tin cụ Lê Tùng Vân có quan hệ huyết thống, cho nên hôm nay công an điều tra vào cuộc điều tra cái hành vi mà tội lỗi của cụ Lê Tùng Vân hiện tại, cũng như là lật lại quá khứ về việc Lê Thanh Minh Tùng là con trai ruột của mình đã tố cáo cha ruột của mình có hành vi đồi bại và loạn luân cách đây mấy chục năm. Hiện tại thì báo chí cơ quan điều tra tỉnh Long An và công an huyện Đức Hòa đã có thời gian dài điều tra về những hành vi sai phạm tại tỉnh thất Bồng Lai. Quý vị khán giả thấy từ những tin đồn đó, tuy nhiên là công an phải điều tra thời gian dài, hôm nay mới là thực sự là cụ Lê Tùng Vân đã có những cái tội danh như thế, và báo chí, tất cả báo chí đều đã đưa tin rầm rộ. Qua quá trình xác minh, ông Vân có cuộc sống và mối quan hệ phức tạp với số người trong tỉnh thất Bồng Lai. Cụ thể vào năm 2014 thì bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960, ngụ tại xã Lâm Hữu Đông, huyện Cần Đước, về xã Khánh Hòa Tây, huyện Đức Hòa mua 2.000 mét vuông đất. Sau đó thì bà Cúc sửa chữa để làm là cái nơi mà tu tập tại gia. Và đây là một cái điều mà chúng ta phải nói là khó mà tin được, quý vị khán giả. Ở nơi đó thì những người trong đó quanh quanh ở đó thôi,
không đi ra ngoài mà họ là sinh đẻ liên tục. Quý vị khán giả, toàn là cô gái trẻ thôi. Đến năm 2015 thì cụ Lê Tùng Vân, ngụ ở phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về xã Đức Hòa, sống chung với bà Cúc từ đó tới nay. Ông Vân bà Cúc có mối quan hệ phức tạp. Tại thời điểm này, ông Vân nhận nuôi con với danh nghĩa là làm từ thiện, tự thành lập Tịnh Thất Bồng Lai, sau này đổi tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Ông Vân gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như người bình thường. Ông Vân và những người trong Tịnh Thất Bồng Lai thường xuyên lên mạng kêu gọi từ thiện, gào thét đòi tự tử khi mà con nuôi rời khỏi Tịnh Thất Bồng Lai, vân vân. Từ năm 2015 đến nay, cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai đã có 18 người cư trú hiện tại, trong đó có 6 trẻ em. Cả 6 trẻ em này đều có mẹ ruột tạm trú cùng, không phải là trẻ mồ côi. Đó là cơ quan cảnh sát điều tra cũng như là công an ở tỉnh Long An đã điều tra. Dù vậy, Tịnh Thất Bồng Lai vẫn lợi dụng danh nghĩa trẻ mồ côi, cơ nhở để kêu gọi giúp đỡ của nhiều người mạnh thường quân trong và ngoài nước. Trong suốt thời gian qua thì những mạnh thường quân cũng như là kiều bào hải ngoại, những người nhà hảo tâm đã là bị Tịnh Thất Bồng Lai lừa đảo bằng tình thương, lợi dụng. Tới ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy rõ ràng cơ quan chức năng điều tra và những cái tội danh mà cụ Lê Tùng Vân phải trả giá. Điều bất ngờ là kết quả điều tra cho biết nghi ngờ số trẻ em sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai đều là con cháu có quan hệ huyết thống với ông Vân. Năm trẻ em tại đây cũng khá nổi tiếng khi tham gia cuộc thi thách thức danh hài là chúng ta cũng đã biết rồi. Và chia sẻ về việc mà tội luận luân có thể chịu mức án là 5 năm tù, thì qua đây luật sư sẽ chia sẻ về vấn đề này. Theo luật sư Lê Thị Bích Chi, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Viên, liên quan đến vụ việc xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, mới đây, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố để những người mà trong Tịnh Thất Bồng Lai ai có tội thì sẽ đền tội. Điều tra về 3 tội danh bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều 174, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân, điều 331 và tội danh loạn luân, điều 184. Tội danh loạn luân là tội đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại điều 184 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người nào giao cấu với những người mà chưa biết rõ đó là cùng dòng máu trực hệ, là anh em cha mẹ ruột, anh em ruột cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha thì bị phạt từ 1 đến 5 năm tù. Theo đó, tội loạn luân có những đặc điểm cơ bản về cấu hình tội phạm như sau. Loạn luân là hành vi giao cấu một cách tự nguyện, thuận tình giữa người có cùng dòng máu về trực hệ, như là giữa cha mẹ đối với con, ông bà đối với cháu nội cháu ngoại, giữa anh em ruột, giữa các anh chị em cùng cha cùng mẹ, hoặc là cùng cha khác mẹ cùng mẹ khác cha, vân vân. Lưu ý, trong trường hợp thực hiện hành vi giao cấu giữa cha mẹ con nuôi và cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng, vân vân, thì không bị truy tố về tội loạn luân, mà tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, có thể là có những hành vi giao cấu có thể xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm cũng như là cưỡng dâm nếu có sự ép buộc hoặc là cưỡng bức. Về chủ thể tội phạm cũng như là chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội phạm loạn luân cũng có thể là đầy đủ năng lực trách nhiệm về hình sự, đảm bảo đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Nếu mà xét về hành vi loạn luân thì có thể bị phạt từ 1 đến 5 năm tù. Thì ở đây bà con cô bác cũng như là cộng đồng có những cái chia sẻ trên cộng đồng mạng, họ có những lời bình luận, họ nói quá nhẹ đối với cụ Lê Tùng Vân. Tại vì trong suốt thời gian dài loạn luân từ cái sản phẩm Lê Thanh Minh Tùng là con trai ruột của mình với em gái ruột của mình, thì trong thời gian vừa qua mấy mươi năm rồi quý vị khán giả, tới ngày hôm nay thì cụ Lê Tùng Vân lại lặp lại câu chuyện này. Và tiếp tục cuộc đời của ông tới ngày hôm nay là 89 tuổi, cái tuổi mà gần đất xa trời, tới ngày hôm nay thì bị vướng vào vòng lao lý. Và hiện tại thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng như là công an tỉnh Long An liên quan đến vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Trong vụ việc này, nếu quá trình điều tra xác minh có căn cứ, ông Lê Tùng Vân hoặc những người có hành vi giao cấu đã phân tích như ở trên thì bị xem xét khởi tố bị can và chịu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.
Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay cảnh sát điều tra cũng như là công an tỉnh Long An, cơ quan chức năng đã vào cuộc về việc mà tỉnh Thất Bồng Lai suốt trong cái thời gian dài thì công an cũng đã điều tra quý vị khán giả. Thì hôm nay công an cũng đã chia sẻ cũng như là báo chí rầm rộ đã đưa tin về liên quan tới vấn đề này. Quý vị khán giả thấy trong thời gian vừa qua, cô Diễm My là một cô gái sinh viên đang học, nhưng mà khi đến tỉnh Thất Bồng Lai một mực là đòi tu hành ở nơi đó, con của ông Thắng bà Mai đó quý vị khán giả, người ta có một đứa con gái một, nhưng quý vị khán giả thấy rất là đau lòng. Trong suốt cái thời gian qua, Diễm My một mực là đi xuống với tỉnh Thất Bồng Lai đòi tu hành. Thực sự cái nơi đây khi mà người ta nhìn vào là những chàng trai lực lưỡng ở trong đó, và cụ Lê Tùng Vân cũng đã có tiếng tăm về việc mà gái gú. Cho nên vấn đề này thì chúng ta thấy là Diễm My đi xuống đó thì làm sao cha mẹ yên tâm? Tại sao những ngôi chùa khác Diễm My không đi tu mà là sinh viên mà tương lai sự nghiệp của con mình, thì làm sao ông Mai và ông Thắng với bà Mai mà đành lòng để cho con mình đi tu được quý vị khán giả? Thì hiện tại câu chuyện này nó cũng đã lùm xùm 2 năm nay rồi. Tới ngày hôm nay thì những hành vi mà loạn lưng của cụ Lê Tùng Vân thì mọi người mới té ngửa ra là cụ Lê Tùng Vân đã lừa dối cộng đồng mạnh thường quân trong và ngoài nước trong suốt thời gian vừa qua để trục lợi cá nhân, ủng hộ tiền từ thiện để cho ăn sung mặc sướng, nào là đi xa hơi, và trong những thiết bị trong gia đình không thiếu những cái thứ gì, toàn là những cái tiền hảo tâm, những công sức của bà con đóng góp cho cụ Lê Tùng Vân. Cái tuổi mà gần đất xa trời 89 tuổi thì hiện tại là cụ Lê Tùng Vân đã vướng vào vòng lao lý như thế kia, thì quý vị khán giả thấy là còn tin tưởng ở tỉnh Thất Bồng Lai nữa hay không? Nếu mà Diễm My vào tỉnh Thất Bồng Lai thì trước sau gì cộng đồng mạng khán giả nói là trước sau gì ông Thắng bà Mai cũng ôm cháu ngoại về mà nuôi thôi. Thì trong giấy khai sinh cũng như là các đứa trẻ khác trước đây là cũng không có cha. Và quý vị khán giả cũng biết là tương lai của Diễm My thực sự là rất là buồn. Gia đình khá giả giàu có của một chủ doanh nghiệp, nhưng mà bây giờ đang học dở chừng giữa chừng gian dở như vậy, một mực đòi đi tu, rồi bây giờ trốn nơi này nơi khác, học hành thì gian dở. Bây giờ tuổi em là tuổi đôi mươi, nhưng mà sau này khi mà cái tuổi đã qua rồi, đã học hành không tới nơi tới chốn, rồi sau này cuộc sống mà quý vị khán giả thấy rất là khổ mà rất là tiếc nuối. 5 năm sau, 10 năm sau đi, Diễm My suy nghĩ lại những cái hành động của mình thì vô cùng hối hận. Và qua vụ việc này nè, là công an đã xác minh đang điều tra đó về việc loạn lưng của cụ Lê Tùng Vân cũng như là các người có liên quan trong tỉnh Thất Bồng Lai, thì quý vị khán giả thấy Diễm My sẽ suy nghĩ lại như thế nào và cảm thấy giật mình hay không? Đó là chúng ta thấy là trước mắt những người con gái ở nơi đó đều bị cụ Lê Tùng Vân hoặc là những người ở trong tỉnh Thất Bồng Lai là họ có những hành vi giống như vợ chồng với nhau, mỗi năm sinh mỗi đứa con, và 6 đứa trẻ trong tỉnh Thất Bồng Lai thì có quan hệ huyết thống với những người trong này. Và trên giấy khai sinh của các bé rất là thiệt thòi là không có cha, chỉ có mẹ thôi. Thì quý vị khán giả thấy là những cái tình cảnh này trong suốt thời gian dài, nhưng mà tỉnh Thất Bồng Lai vẫn ngang nhiên mấy chục năm nay. Tới một ngày thời gian vừa qua thì Lê Thanh Minh Tùng là con trai ruột của cụ Lê Tùng Vân đó live stream với bà danh nhân Nguyễn Phương Hằng, cũng nói lên sự thật anh là sản phẩm lỗi của cụ Lê Tùng Vân với là em gái của ông, cho nên sinh ra là Lê Thanh Minh Tùng. Khi mà anh Tùng chia sẻ vấn đề này thì anh nói sai rứt 30 mấy năm trời, chính anh là sản phẩm lỗi của cụ Lê Tùng Vân với em gái ruột của mình. Thì ngay lập tức cộng đồng mạng lại phản ứng Lê Thanh Minh Tùng là một con người không ra gì, nói xấu cha mình. Nhưng mà Lê Thanh Minh Tùng thấy dai sức trong suốt thời gian dài, cho nên là phải đứng lên tố cáo những hành vi tội ác của cha mình. Chính mình là cái sản phẩm lỗi, và đồng thời những các em sau này cũng tương tự Lê Thanh Minh Tùng mà chịu nhiều quá thiệt thòi trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả. Hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để tiếp tục theo dõi câu chuyện cực kỳ hấp dẫn trong điều tra sắp tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.